Kính thưa chư quý thính giả, bài diễn là Mỹ Hội Đông sẽ được tiếp tục diễn ngâm theo đây. Bài này Đức Thầy viết tại Mỹ Hội Đông ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Canh niên trôi bước thừa nhàn, để chân đến giếng sớm làng Hội Đông. Về non già lúc ước mong, cảm tình lễ thứ tuôn rồng lụy châu. Lời thăm cùng khắp đâu đâu, hương thơm bốn đạo lo Phật. Tu tiên tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Mùa xuân chưa có mưa vào, cũng như đạo hành như sắc màu chưa thanh. Sớm chiều phủi sạch lời danh, tầm nơi chánh y giác cõi thân đặng về. Hỡi ôi thấy chúng bớt mê, đạo màu siêu diệt tập đề là đây. Tinh thần hiệp viên ngút mây, dẹp cho rõ mặt tớ thầy hải quân. Lòng thương bá tánh đi đồi cơn, dầu ai mua quán chắc hờn mặt. Chuông linh dục như thuốc bên tay, chúc cầu thành trì thời lai sớm làm. Hiệp chung một cuộc chi lan, dòng đà lối bóng đá vàng biết nhau. Lọc lừa hiểu đắng vàng thao, đem thân mua lấy mận đào thiên nhiên. Duyên lành rõ được khung điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Làm sao khỏi chúng mê tâm, đạo nguyên giảng lượng tỏ văn kính sùng. Thâm nhân ghi sách trung dung, hiền nhân thứ tình biết dùng người. Hồi thăm hiếp mặt vui vầy, gắn công cố chí lòng này chẳng phai. Vinh hoa dường thề cúc mai, cuối mùa tàn rồi lâu dài đằng đâu. Thích ca đạo dị
chìm sâu. Rạch tim xem được một bầu linh quang, mạng còn tư lư tình tan. Thuyền từ tới bến thanh nhàn bớ dân, quái công chỉ thiện cầm cân, công bình thương phạt thứ dân nghi nào thường. Xung dậy chiếc nhà sắp thương, nho dân cảm kính hiền lương của người. Xe xuôi nói nói cười cười, cao sau lý diệu vàng mười khó mua. Trần gian thiếu trái chi chua, bây giờ trái ngọt không mua bởi mình. Tới đây cạn lẽ phân minh, quyết đem chân lý đặng dinh Phật gia. Chê ghét nghe Phật ta, ta tường thoáng qua mùi diệu phô trương, kêu dân mau tỉnh trong mê trường mộng xuân. Kéo sơn đâu cặp liền lưng, trong ba tánh nửa mừng nửa lo. Mừng là mừng gì khai hoa, lo là lo việc nhóc mi sò trải qua. Ta phân minh rèn lòng dư giả xác định, đừng phai đừng lạc thân mình thành thơi. Biển trần lao lý diệu dơi, khổ chắc lời chiều mới phủi sôi. Nhìn xem tâm não bồi hồi, sợ nhi đá lầu phá mồi dinh gian. Chừng nào kiếm phụng hoa trời đời, thừa dung ai sách lệnh của trời, cùng ông Phật tổ giáo đời khuyên dân. Bấy lâu chẳng cám môn ngân, bây giờ hiếp mặt phân trần xa vương. Dập dồi gió kiếp mưa đơn, đau thương gì bởi nghĩa chẳng tròn. Bài ra thiên lý hiếu dọn, dấu trong
tim ốc như lòng son chẳng đành. Trải qua một lúc soi sạch, trung ương hòa hiệp mới đành lòng đây. Hoàng cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng mang, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Phật nhân tạo quá một bầu, kẻ thanh người trượt mới hầu khác nhau. Thân này sai quán cần lao, miệng cho ba tánh được mau an nhàn. Ngộ niên diễn lỡ cơ hàn, đến chừng quy phục hết nghi đàn mới. Ngộ dân năm sắc năm màu, kìa quý nó phụng lá sao vui mừng. Giang dày sắp nổ chuyến luân, kiện tiên lộ vẻ vui mừng cha. Mòn ngày nay hiệp mặt hết như còn thở than. Các nơi liệt quốc chư ban, chú cầu bình trị trước loan xung về. Bây giờ làm việc tà tay, ngày sau bị khốn tội dài điều hoa. Biết khôn tìm kiếm ma hang, một câu lục từ nhà nhà bình an. Xa xôi đường xa dặm tràn, khó bề lui tới rồi nhàn lao lung. Lo bề cúp dục cõi thung, nghe lời thầy dạy việc chung của đời. Bút nghiêng tạm đợi thời, chúc cho ba tâm xét đời biết ta. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý thính giả, bài diễn là Mỹ Hội Đông sẽ được tiếp tục diễn ngâm theo đây. Bài này Đức Thầy viết tại Mỹ Hội Đông ngày 22 tháng Giêng năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Canh
sớm làng hội đông. Về non già lúc ước mong cảm tình lễ thứ tuôn rồng lụy châu. Lời thăm cùng sắc màu chưa.